ngại chi tiết nhỉ? Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với ngữ pháp bài số 46 với tiêu đề thời điểm và phán đoán. Ở ngữ pháp bài này chúng ta sẽ học cách diễn đạt thời điểm sắp sửa, đang hay là vừa mới xảy ra của một hành động hay là trạng thái nào đó. Cùng với đó là một câu dự đoán một điều gì đó chắc chắn xảy ra dựa trên một căn cứ nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn ngữ pháp bài số 46 nhé. Bài số 46. Ở ngữ pháp bài số 46 sẽ có nhiều mẫu cấu trúc như sau. Mẫu cấu trúc thứ nhất, veru tovolo des, sắp sửa làm một điều gì đó. Cấu trúc số 2, veteru tovolo des, đang làm. Cấu trúc số 3, veta tovolo des, vừa mới làm xong. Cấu trúc thứ 4, veta bakari des, cũng mang ý nghĩa vừa mới làm xong hay vừa mới kết thúc. Một hành động đã kết thúc một khoảng thời gian nhưng người nói vẫn cảm thấy vừa mới xảy ra. Cấu trúc số 5, hazu des, chắc chắn là. Vào cấu trúc thứ nhất, veru tokoro des, ý nghĩa sắp sửa làm. Cách dùng, mẫu câu dùng để diễn tả thời điểm một hành động nào đó sắp sửa hay chuẩn bị bắt đầu. Các phó từ thường đi kèm với mẫu câu này là kore kara, từ bây giờ, ima kara cũng mang ý nghĩa từ bây giờ. Chú ý, tokoro được xem là một danh từ. Vào ví dụ thứ nhất, kore kara hirugo hao ta deni ku tokoro des, bây giờ tôi sẽ đi ăn cơm trưa. Ikimasu chúng ta sẽ chia qua là iku cộng tokoro des, sẽ đi ăn cơm trưa. Vào ví dụ số 2, ima kara sukudai o suru tokoro des, từ bây giờ tôi sẽ làm bài tập. Ima kara là từ bây giờ, sukudai o suru tokoro des, tôi sẽ làm bài tập. Vào ví dụ số 3, người A hỏi chiketto wa mo yoyaku shimashita ka, bạn đã đặt vé đi du lịch chưa? Đây, bạn đã đặt vé đi du lịch chưa? Ie kore kara yoyaku suru tokoro desu, chưa, bây giờ tôi sẽ đặt vé. Yoyaku shimasu chúng ta cũng chia qua thể ru, yoyaku suru cộng tokoro desu. Vào cấu trúc số 2, veteru tokoro desu, cấu trúc mang ý nghĩa đang làm. Cách dùng, dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói, thì tại thời điểm nói hành động này đang diễn ra. Trạng từ thường đi kèm với mẫu câu này là ý mà, bây giờ, hay là chô đồ, đúng lúc, vân vân. Chú ý về ý nghĩa giống với cấu trúc VT-MAS. Tuy nhiên, VT-RU TOKOLO DES mang ý nghĩa mạnh mẽ hơn. Thì nhấn mạnh hơn chúng ta sẽ dùng là VT-RU TOKOLO DES. Vào ví dụ thứ nhất, ý mà DAI YONJI RU KAO BENKYO SHITE RU TOKOLO DES, bây giờ tôi đang học bài 46. BENKYO SHITE MAS chúng ta chia qua thể RU, BENKYO SHITE RU cộng TOKOLO DES. Vào ví dụ số 2, ima heya o soji shite ru tokoro desu, bây giờ tôi đang dọn dẹp phòng. Đang dọn dẹp phòng, soji shite ru tokoro desu. Vào ví dụ số 3, người A hỏi reporto mo dashimashita ka, bạn gửi báo cáo chưa? Này, bạn này hỏi bạn này đã gửi báo cáo chưa. Bạn này trả lời là iie ima kaite ru tokoro nan desu, chưa, vì bây giờ tôi đang viết. Nan ở đây mang ý nghĩa bằng với kara hay là nổ đế, vì tôi đang viết. Vào cấu trúc số 3, veta tokoro desu, cấu trúc mang ý nghĩa vừa mới làm xong. Cách dùng, được sử dụng khi một hành động nào đó vừa mới kết thúc so với thời điểm hiện tại. Trạng từ thường đi kèm với mẫu câu này là tatta ima, vừa xong, hay là sakki, lúc nãy, vân vân. Vào ví dụ thứ nhất, sakki sato san ni denwa shita tokoro desu, lúc nãy tôi đã điện thoại cho anh Sato. Này, lúc nãy đã điện cho anh Sato. Điện cho ai thì người đó ni Sato san ni. Denwa shimashita, ta chia qua thể ta, denwa shita tokoro desu. Vào ví dụ số 2, tatta ima bango hago o tabeta tokoro desu, tôi vừa mới ăn cơm tối xong. Tatta ima là phó từ mang ý nghĩa vừa xong. Bango hago o tabeta tokoro desu, tôi vừa mới ăn cơm tối xong. Vào ví dụ số 3, sumimasen, Tanaka-san wa imasu ka, xin lỗi, có anh Tanaka ở đây không ạ? Bạn này hỏi là có anh Tanaka ở đây không? Thì mấy bạn này nói sao? Tatta ima dekaketa tokoro desu, anh ấy vừa mới đi ra ngoài rồi. Dekaketa cộng tokoro desu. Vào cấu trúc thứ 4, veta bakari desu, ý nghĩa vừa mới làm xong. Cách dùng,
Mẫu câu này được sử dụng khi một hành động hay tình trạng nào đó vừa mới kết thúc hoặc đã xảy ra một khoảng thời gian, nhưng người nói vẫn cảm thấy vừa mới xảy ra. Veta Bakari, tuy đã xảy ra một khoảng thời gian rồi, nhưng người nói vẫn cảm nhận là vừa mới xảy ra. Chú ý, Bakari được xem như là một danh từ. Vào ví dụ thứ nhất, Potoshi Nihon e Kita Bakari desu. Tôi vừa đến Nhật năm nay. Chỉ đến Nhật năm nay có thể là mấy tháng trước, nhưng người nói vẫn cảm nhận là vừa mới đến Nhật. Nên bạn ấy nói là Nihon e Kita Bakari desu. Tôi vừa mới đến Nhật. Ví dụ số 2, Kono kuruma wa kata bakari nano de totemo kirei desu. Chiếc xe ô tô này tôi vừa mới mua nên còn rất là đẹp. Chiếc xe vừa mới mua nên còn rất là mới, là rất là đẹp. Thì mới mua có thể là mua tuần trước hay là tháng trước hay là năm trước vân vân, tùy thuộc vào người nói cảm nhận. Bakari được xem như một danh từ. Nô đế chúng ta sẽ chia là bakari nano de. Vào ví dụ số 3, người A hỏi are wa atarashi baiku desu ka? Đó là chiếc xe máy mới phải không? Bạn này trả lời sao? E, sengetsu kata bakari desu. Vâng, là chiếc xe máy tôi đã mua tháng trước. Sengetsu kata bakari desu. Iwakuta cộng bakari. Vừa mua tháng trước. Vào cấu trúc số 5, hazu desu. Cấu trúc được hình thành như sau. Động từ chia qua thể rư hay là thể nai cộng hazu desu. Tính từ đuôi y, giữ nguyên y. Tính từ đuôi na, giữ nguyên na cộng hazu desu. Danh từ thêm no, hazu desu. Ý nghĩa chắc chắn là cách dùng. Người nói dựa trên một căn cứ nào đó, rồi bản thân đưa ra phán đoán về một sự việc hoặc trạng thái có khả năng cao sẽ xảy ra, hoặc chắc chắn xảy ra. Vào ví dụ thứ nhất, Kono ryori wa eiyo ga aru hazu desu. Món ăn này chắc chắn có nhiều dinh dưỡng. Thì bạn nhìn vào món ăn này, thấy nào là trứng cá, hay là nào là trứng, nào là thịt, vân vân. Bạn ấy đoán là món ăn này chắc có nhiều dinh dưỡng. Động từ chưa có thể thông thường. Arimas chúng ta chia qua là aru hazu desu. Vào ví dụ số 2, bucho wa raishou shucho ni ikanai hazu desu. Bạn này nói với bạn này là chắc chắn tuần sau trưởng phòng sẽ không đi công tác. Thì dựa trên một cơ sở nào đó, ví dụ như nhìn vào lịch công tác hay là nghe bác trưởng phòng nói vân vân, thì bạn này phán đoán một câu là chắc chắn là tuần sau trưởng phòng sẽ không đi công tác. Ikimasen chúng ta chia qua thể ngắn, đó là ikanai cộng hazu desu. Vào ví dụ số 3, Kyo senpai wa isogashi hazu desu. Hôm nay tiền bối chắc chắn bận. Thì bạn ấy nhìn thấy tiền bối ba đầu sáu tay làm việc rất là chăm chỉ. Thì bạn ấy nói là chắc hôm nay là tiền bối bận rồi. Isogashi là tính từ đuôi y. Chúng ta giữ nguyên y cộng với hazu desu. Isogashi hazu desu. Vào ví dụ thứ tư, ikouki o yoyaku suru no ni passporto ga hitsuyou na hazu desu. Để đặt vé máy bay thì chắc chắn sẽ cần hộ chiếu. Hitsuyou là tính từ đuôi na, chúng ta sẽ thêm na cộng với hazu desu. Hitsuyou na hazu desu. Vào ví dụ số 5, kagi ga kakateru no de Sato-san wa rusu no hazu da. Vì chìa khóa đang khóa nên chắc anh Sato vắng nhà rồi. Thì hai bạn này nói chuyện với nhau. Nhìn vào cơ sở là chìa khóa đang khóa nên đoán là chắc anh Sato vắng nhà rồi. Rusu là vắng nhà, rusu cộng với hazu sẽ thêm trợ từ no, rusu no hazu da. Vậy là chúng ta đã học xong ngữ pháp bài số 46 rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo. Minasan, arigatou gozaimashita.